Rồi chào bà con nghe, nó thử coi mấy cái dòng máy cài máy xới Kubota này với Yamaha Mitsu con. Trước tiên là Kubota nè, Kubota 7 ngựa nè. 7 ngựa là 7 HP rồi con. 2500 vòng phút độ tối đa nha, đẹp cực kỳ nha. Rồi lốp khác trắng tươi bà con ơi. Chưa chạy mít sơn luôn nha. Ở đẹp nè con. 7 ngựa rồi con, quá đẹp luôn. Đẹp từ con 10 lon nha bà con. Quá đẹp bà con ơi. Cái cặp taxi trắng tươi luôn. Đỉnh cực kỳ đỉnh luôn, quá đẹp. E7 dàn xới là K7 nha bà con, 7 ngựa bà con về sang trời xới trục là ok luôn. Rõ nè con, bà con kéo G1 cái trục chạc là ok luôn. Đây ốc khác 7 màu luôn con. Đây lưỡi xới là như chưa xài bà con, lưỡi xới còn bạch bạch không nè, đen mung nè, đen luôn, như hiểu đen chưa xài nữa không, sơn còn luôn á. Bánh thì trắng tươi 7 màu luôn nè, quá đẹp bà con ơi. Cái bô trong trắng ít xài bà con, quá đẹp luôn. Tóc hát 7 màu luôn, bô bộ màu đen xanh giờ muốn hới luôn. Đó là E7 nha, E7 là 7 ngựa, nhà sớ là K7. Rồi lốc đẹp bà con, xong trắng tươi nữa ha, ốc xanh giờ không, 7 màu trắng tươi luôn nè, quá đẹp bà con, quá 7 màu luôn. Đó là Kubota K7, quá đẹp bà con ơi, ốc phát xanh giờ. Còn đây là dàn xới Yamaha 7 ngựa luôn, 7 ngựa. Đây là Yamaha vừa đè vừa giặt, 1800 vòng trên phút, cút xéo quá bà con. ITA 7, quá đẹp luôn. Của Yamaha nha, 8 số tới nha bà con, 8 số tới, 4 số dè, 2 số xới. Vừa đè vừa giặt, con này đẹp bà con, ít xài, trắng tươi, quá đẹp bà con ơi, đẹp cực kỳ luôn. Mà bà con có nhu cầu luôn nha, 0886356707, con xài cái gì mới chát trời. Quá đẹp bà con ơi, bóng hớ luôn nè. Là 7 ngựa bà con, đây Yamaha 7 ngựa, nhân là 70 vừa đè vừa giặt, đây vừa đè vừa giặt Yamaha luôn nha, quá đẹp luôn nè, mới chát rồi bà con. Còn đây Mitsubishi 7 ngựa luôn, là thằng 7 không nha. Đây số dòng 7 ngựa đó. Đây 7 ngựa. 2400 vòng trên phút rồi con. Quá đẹp luôn nè, xanh vàng luôn nè. Dàn xới là Mitsubishi CT800 là 7 ngựa anh không? Con về trang trục xới là vô tư luôn, kéo G1 là ok luôn. Cái con này mình đẹp không bà con? Con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Con này lốc đẹp cực kỳ không? Quá đẹp luôn con. Xin giờ. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Quá đẹp rồi con ơi. Quá bánh chớn xin giờ. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Quá đẹp luôn. Đây là dòng dàn xới 7 ngựa không đó. Toàn bộ đây là 7 ngựa hết luôn rồi con. Kubota 7 ngựa, Yamaha 7 ngựa, Mitsubishi 7 ngựa luôn. Tất cả đều 7 ngựa mà con. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đẹp cực kỳ không? Quá đẹp rồi luôn ơi. Con có nhu cầu luôn, 0886356707. Ốc
bát 7 màu pizza. Quá đẹp. Bảy ngựa con nào cũng đẹp. Tất cả đây 7 ma lực. Cái 7 á, hay là con miền ngoài gọi là mấy 7 á. Rồi con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Quá đẹp. Đẹp từng con bù lon một con, trắng tơ luôn này. Quá trời đã luôn. Rồi con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Số mặt hàng công ty nha bà con, có làm được gì alo nha. Có hoặc điện xăng, máy xe xăng. Anh 50. Khá đẹp mà. Nước